Theo thông báo nhanh của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, ngày 9 tháng 10, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau gần 5 ngày làm việc. Tại hội nghị, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị, nhấn mạnh Việt Nam bước vào năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn so với 10 năm trước do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ đó cần tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh và triển vọng kinh tế xã hội thế giới cũng như trong nước từ nay đến hết năm 2020 và các năm 2021, 2022. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tiếp tục tổ chức thành công đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao bộ chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.